Ok, vâng, xin chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh truyền thông công ty nội thất Bảo Long và tôi là Nhật Nam. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho quý anh chị về cái công trình mà bên em đang sản xuất cho một dự án, đại dự án ở bên đó là thành phố Luang Prabang của đất nước Lào. Thì đây toàn bộ những cái phần mà quý anh chị đang thấy trên hình này là một cái dự án ba bia ở Luang Prabang mà bên em đã nhận cách đây khoảng một tháng. Thì với cái phần ba này là một cái phần ba mà người ta cũng đã hoạt động được khoảng 5 đến 6 năm rồi. Tuy nhiên thì sau khoảng thời gian hoạt động tất nhiên nó đã xuống cấp và chủ đầu tư bên đấy đã liên hệ với cả cái chi nhánh của công ty nội thất Bảo Long tại thành phố Viên Chăn của Lào. Đấy thì hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về tất cả những cái phần liên quan đến chất liệu phòng hát này, mẫu mã của phòng của cái phần ba này để xem là cái phần ba này đang chạy vật liệu như thế nào và cái mẫu mã nó ra làm sao. Riêng cái phần ba này thì nó có quy mô rộng độ khoảng hơn 1.000 m². Nói chung là những cái khối ở trong phòng ba nó rất nhiều, phải đến cả vài nghìn những cái chi tiết lặt vặt nhỏ nhỏ đấy. Cách đây độ khoảng 5-6 năm ấy, đặc biệt là với bên Lào thì người ta sử dụng những cái vật liệu liên quan đến dạng như kiểu alu hoặc là một vài cái khối đèn led cổ sử dụng trong khoảng 3-4 năm thôi thì nó đã chết và nó xuống cấp rất nhiều. Vậy nên đợt này là khách hàng bên Lào người ta có muốn đổi sang một cái vật liệu nó bền bỉ hơn. Đó chính là bên em sử dụng là inox và cái phần đèn này thì sẽ chạy led silicon để làm cái hiệu ứng led đuổi trong phòng đây. Đấy, toàn bộ bên ngoài nó xài inox. Đấy, tuy nhiên thì bên Lào người ta không có yêu cầu quá gắt gao về cái vật liệu phòng cháy chữa cháy như ở Việt Nam. Nên là hiện tại bên em hoàn toàn có thể sử dụng hai loại gỗ là gỗ MDF bình thường và gỗ MDF chống ẩm. Tất cả những cái phần khối đằng sau này thì đều là led silicon chạy đuổi hết. Đó, đây là phần cột đèn mà sẽ chạy led silicon này. Chúng ta sẽ đứng ở tường như này và chạy led silicon xung quanh. Và khi đấy thì nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng sóng rất là đẹp mắt mà có thể là các bác đã nhìn thấy ở một vài cái bar ở Việt Nam rất là nổi tiếng như là bar A9 ở trên Nguyễn Hoàng. Đó, và khi mà chúng ta mở nhạc lên thì cái phần led này nó sẽ, một là nó sẽ đánh theo nhạc, hai là nó sẽ tạo ra những cái hiệu ứng mưa sao băng ở trong phòng bar và làm cho cái cảm xúc của khách hàng khi vào đấy thì sẽ cực kỳ là hưng phấn, thích thú. Đấy, cái phòng bar chúng ta sẽ trở nên rất là giải trí. Ok, còn đây là cái chất lượng sản phẩm bên em thì các bác có thể thấy là bên em là sử dụng toàn bộ những cái hệ thống máy cắt hiện đại nhất nên là những cái phần khối cốt làm ra này gần như là nó không có điểm chết. Đấy, bên em sẽ chạy inox và sau đó là sẽ đi đèn silicon bên trong. Chung là rất nhiều khối. Đây là xưởng 42 Phan Bá Vành, thì ngoài xưởng 130 thì anh em cũng đang sắp xếp lại toàn bộ những cái phần inox mặt ngoài đấy, gọi là cái phần inox của những cái phần cốt này. Em thấy là anh em cũng đã sắp xếp độ khoảng 2-3 hôm nay rồi, thì đến hôm nay mới gần xong. Tức là riêng cái phần tấm inox nhỏ nhỏ thôi đã lên được khoảng 2-3.000 tấm rồi. Thì đấy là một cái con số rất là khủng khiếp. Nói chung là một cái đại dự án rất là lớn. Ok, và nếu các bác cảm thấy cái video vừa rồi hữu ích thì có thể để lại cho kênh Nội thất Bảo Long một like và một subscribe để có thể đón chờ những video hấp dẫn tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Bảo Long đem lại giải pháp đầu tư hiệu quả nhất.